Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay mình xin giới thiệu với mọi người đây là cây giống mít Malaysia trái dài nhá. Hiện tại cây bên vườn thì rất là khỏe đẹp. Số lượng bên mình thì rất là nhiều nhá. Mọi người có nhu cầu mua cây thì có thể liên hệ cho mình. Số điện thoại mình là 0988630871. Đây mọi người, tem mác của mọi người đầy đủ nhá. Cam kết với mọi người giống chuẩn. Gốc rất là to. Cây ghép mọi người nhá, mọi người trồng thì tầm độ 2 năm là bắt đầu là nó bói quả. Cây thì cao từ mặt bầu lên đến ngọn thì chắc được tầm độ 8-90 phân. Mầm ghép của nó thì được tầm độ 2-30 phân nhé. Rồi cảm ơn cả mọi người nhé.